Ya, di kedai makanan. Là gì? Là gì vậy? Vẫn chưa. Ok, thì trước khi mà vào bài học mới đi cơ đai Makanan tại quán ăn ngày hôm nay thì bài cũ cô có sửa bài tập rồi, nhưng mà cô chưa hỏi những câu hỏi mà nó quan trọng nhất của bài cũ tuần trước. Ví dụ như bây giờ cô hỏi các bạn nghe và trả lời nhé. Sekarang nah, sekarang buku berapa dan hari ini hari apa? Bây giờ Cô hỏi hai câu liền đó là sekarang buku berapa dan hari ini hari apa? là mấy giờ và là ngày 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 mấy À, là bây ngày giờ là mấy giờ và hôm nay là thứ mấy? Đó là hôm nay là thứ mấy? Vậy thì trả lời liền giờ và ngày cho cô liền với nhau nào. Hôm nay là bây giờ là 1 giờ 7 phút và hôm nay là thứ hai thì sẽ nói sao? buku satu delapan menit dan hari ini hari Isnin. Đúng rồi, đúng không nào? Sekarang buku satu delapan menit petang. Nhớ chưa nào? Sekarang buku satu delapan menit petang dan sử dụng từ dan vì hai câu hỏi mà chúng ta gộp với nhau chúng ta sẽ phải thêm từ lối dan. Dan hari ini hari Isnin. Trả lời như vậy nhá, và chúng ta nhớ là nói xuôi cho cô như vậy và thêm cái từ lối vào là từ dan, có nghĩa là và hari ini hari, hoặc là các bạn có thể trả lời ngược lại hari ini hari isnin dan sekarang buku satu delapan menit petang, có thể nói xuôi nói ngược hai câu đó đổi cho nhau nhưng phải sử dụng từ dan ở giữa. Đó là cái bài cũ, đó là bài cũ. Thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua một cái bài mới là tại quán ăn. Thì tại quán ăn các bạn đã từng đi quán ăn của người Mã chưa? Và từng ăn những cái món ăn gì mà tên bằng tiếng Mã mà các bạn đã từng gọi nào? Từng ăn món gì? Nasi nasi lemak. Ok, nasi lemak. Bạn Huỳnh Vi ăn rồi, bạn đã ăn món gì nào? Súp tu lăng. À, súp tu lăng, đúng rồi. À, súp tu lăng là canh hầm xương đó các bạn. À đúng rồi, còn rất là nhiều món. Ví dụ cô thấy một số món mà cô cũng đã đặc biệt rất là thích ăn, đúng không nào? Ví dụ như là món sa tế. Sa tế, đúng không nào? Sa tế ayam, đúng không nào? Hoặc là ngoài ra có một món nữa là món lạc sa. Bạn nào từng ăn lạc sa rồi? Lạc sa. À, hoặc là súp tôm yum, đúng không nào? Những cái món đó là những cái món của người Mã rất là ngon, đúng không nào? Và cái món mà bạn Huỳnh Vi nhắc tới là cái món mà mang cái tâm hồn, mang cái giống như là cái món ăn đại diện cho những người mang quốc tịch Islam, đó là la silama. Cái món đó là ở đâu cũng cũng phải nói đến, đó là mai xa nhắc tới là sẽ được nhắc tới la silama. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tên của các loại món ăn này, rồi cách gọi đồ ăn như thế nào, thì chúng ta sẽ đến với phần từ vựng các bạn nhé. À, chúng ta mở từ vựng trang 27. Trang 27 thì chia sẻ rất là nhiều các loại món ăn, đúng không nào? Và lát nữa thì cô sẽ bổ sung cho các bạn một số các món ăn mà chúng ta thường xuyên ăn, đúng không nào? Thường xuyên ăn, thường xuyên thấy. Đó, hôm nay cô chưa cả tải bài mới lên. À, đợi cô nhé, cho cô 10 giây. Đó nào, cho cô 10 giây. Hôm nay là cô ngồi đây và cô chưa thèm tải bài mới lên luôn. Chế nhà tố xô là Masak Manis. À, cái câu mà Kurang Manis là ưa dùng. À, Kurang Manis ưa dùng, đúng không nào? Cô biết tại sao mà cái dáng lại đẹp như thế rồi, đúng không nào? Lúc nào cũng ưa dùng cái câu Kurang Manis là tất nhiên dáng phải đẹp rồi, đúng không các bạn? Bạn Kurang. Huỳnh Vi dáng rất là mi nhon luôn, có nghĩa là khi nào mà đồ ăn thức uống bạn cũng rất là chỉn chu, và lúc nào bạn cũng nói rằng là Kurang Manis, có nghĩa là đồ uống của bạn lúc nào cũng phải ít đường, đúng không? Đó là một cái thói quen rất là tốt các bạn nhé. Đó là một cái thói quen rất là tốt, thực sự rất là tốt. Tại vì sao? Đường trắng nó không hề tốt cho cơ thể của chúng ta. Đường trắng nó không hề tốt cho cơ thể của chúng ta một chút xíu nào hết. Chúng ta uống thì tất nhiên ai cũng muốn ngon rồi, đúng không nào? Khi nào chúng ta cũng muốn tam ba gu lơ rất là nhiều. Nhưng mà thực sự uống như vậy nó rất là hại sức khỏe, rất là hại sức khỏe. Nên là khi nào mà chúng ta nói là Kurang Manis thì tất nhiên, nhưng mà đôi khi cô nỡ nói là Kurang Manis rồi người ta cho cô một cốc nước chanh nữa các bạn, mà người ta chua quá cô không nhút được, cô lại phải thêm đường nữa các bạn.
Đúng các bạn, đôi khi cô cũng như vậy, các bạn đôi khi cũng nói là kurang malit rồi nhưng mà nó bỏ ra cô nói hòa wow, ba nhậm ma sam sẽ tạo với tà han rồi, nó rất là chua, cô không thể chịu đựng được nữa, đúng không nào? Tam ba gù lơ lại thêm đường, đầu tiên thì kurang malit, sau đó lại thêm người ta thêm đường vào vì nó chua quá các bạn, nó chua quá không thể nuốt nổi. Ok, chúng ta sẽ đến với từ vựng của trang 27 các bạn nhé. Từ vựng của trang 27. Các bạn có nhìn thấy trang 27 cô chia sẻ trên bảng không nhỉ? Dạ có. Đó, không nào. À, lớp trưởng ơi, lớp của mình còn thiếu bạn nào, còn thiếu bạn nào không nhỉ? Nếu mà thiếu em có thể tắt tên cái chữ on tất cả vào cho cô nhé. Tắt tên tất cả mọi người vào lớp của cô nhé. Dạ. Ok, đây là từ vựng của chúng ta. Đó, không nào. À, thức ăn này chúng ta sẽ gọi là makanan, makanan thức ăn, thức ăn. Còn cô không nói thức ăn đó là cái gì, bây giờ cô chỉ nói cái thức ăn này thôi. Thức ăn này chúng ta sẽ gọi là makanan nhé, makan. Cái từ makan viết như này các bạn này, makan chúng ta đọc chúng ta cũng viết được đúng không nào, và chúng ta thêm cái đuôi an vào nhưng chúng ta đọc là makanan, cái này gọi là thức ăn. Thì chúng ta học về thức ăn mà, thì cô sẽ chia sẻ cái từ thức ăn này đối với các bạn đúng không nào. Makanan Lassi, cái món này thì không thể thiếu được, đối với người châu Á chúng ta thì không thể thiếu được đúng không nào các bạn, không thể thiếu được. Ví dụ như là lassi đó là cơm, mi đó là mi này thì đôi khi chúng ta viết như thế này nhưng mà đôi khi chúng ta viết như này cũng được các bạn, nếu như quán người ta viết như này cũng được, không có vấn đề gì các bạn nhé. Mi chúng ta có rất là nhiều cách viết, mi mi đọc nó hơi lớ lớ cái giọng Việt Nam một chút xíu thôi vẫn đọc là mi. Bihun, bihun này là bún khô đấy các bạn, cái sợi bún khô nhá. Bihun nó là cái sợi bún khô, ở bên này nó cũng có bún tươi, đúng không nào? Bún tươi các bạn muốn phải ở Việt Nam hoặc sang Thái, bên này nó chỉ có bún khô thôi đúng không nào? À thì cái này nó chính là cái sợi bihun đấy các bạn, và trong tiếng Tàu các bạn có biết gọi là gì không nào? Mì phần. À đây, mì phần, đúng không nào? Cái này nó chính là mì phần nhá, và nó là bihun, mì phần, bihun, nhớ cho cô. Còn cái pupo này nó là cháo. Pupo là cháo. Ví dụ như em muốn ăn cháo thì tất nhiên em sẽ gọi cái từ pupo này rồi. Nhưng pupo nó này chỉ là cháo thôi. Còn cháo gì đó chúng ta phải thêm vào. Ví dụ như em muốn ăn cháo thì cái ai cháo. À, bubu ayam, bubu daging babi, à, bubu ketam hoặc là bubu makanan laut, cháo hải sản, cháo tôm, cháo cua, cháo gà, cháo gì đó thì các bạn phải thêm vào. Chứ còn cái này nó chỉ là cháo không thôi. Nhớ như nào? Ví dụ như bây giờ đúng tháng cô đang ăn chay chẳng hạn mà cô muốn ăn cháo nhưng mà ăn cháo trắng thì sẽ nói sao, thêm cái từ gì vào các bạn? Kosong. Thêm kosong vào thôi đúng không nào? Sẽ nạ bubu kosong. Có nghĩa là cháo không thôi, cháo trắng thôi. Đúng không nào? Hoặc là chúng ta thêm cái từ màu trắng vào cũng được. Nhưng mà thường thường thức ăn người ta sẽ sử dụng từ kosong. Không có cái gì hết. Ăn cháo trắng. Em hỏi cái là nếu mà mình kêu là hả bubu babi daging được không cô, chứ kêu là bubu daging babi, bubu daging ayam đúng không nào, hoặc là bubu ayam cũng đủ rồi, babi cũng được. Thường thường người ta nói tắt người ta sẽ nói là bubu babi, bubu ayam, à bubu ayam đúng không nào. Thường thường chúng thêm daging là chúng ta thêm là cháo thịt gà, cháo thịt heo, cháo thịt tôm, người ta sẽ thêm như vậy, nhưng mà thường các bạn hay nói tắt, nói chung không có vấn đề gì đâu đúng không nào. Nếu mà babi trong tiếng Mã các bạn nhé, babi trong tiếng Mã, người Mã người ta nói không bao giờ người ta nói chữ babi. Ví dụ như cô có rất là nhiều người bạn người Mã đi ăn cơm cùng nhau, cô từng hỏi họ tại vì sao mà người Mã không ăn thịt lợn vậy, nhưng khi mà nói về thịt lợn không bao giờ người ta nói chữ babi, các bạn hiểu không? Người Mã người ta rất kiêng nói đến từ babi, không bao giờ nói từ babi. Khi mà nói đến babi người ta nói như nào các bạn biết không? Kaki bền đẻ, có nghĩa là cái con mà chân ngắn á, người ta sử dụng như vậy để nói thay cho cái từ thịt lợn. Người Mã trong cái văn của người Mã không khi nào sử dụng cái từ babi, nên các bạn yên tâm. Còn các bạn nói chuyện với người Tàu, các bạn ra quán người Mã làm gì có cháo thịt heo cho các bạn ăn, mà các bạn nói chuyện với người Mã đúng không nào? Cái giống như ở bên em, ở bên cái em thì em không biết, chứ bên này là cũng có mấy người mà Iban nè cô, với lại Maranao á, người ta vẫn bán thịt heo bình thường nhưng mà người ta nói chuyện với mình là người ta nói tiếng Mã luôn. À, cái người đó các bạn có biết là họ là người gì không? Ví dụ như ở bên Sarawak, người ta là người Mã nhưng người ta không theo đạo Islam. Yeah. Người ta theo đạo Islam, không phải người Mã, tất cả mọi người đều theo đạo Islam các bạn nhé. Có người ta đạo theo đạo Kristen, đúng không nào? Có người ta theo đạo Phật, có người theo đạo Hồi giáo. Riêng đạo Hồi giáo người ta mới không ăn thôi, chứ không phải người Mã người ta không ăn. Các bạn hiểu chưa nào? Những người nào người ta theo đạo Islam người ta mới không ăn. Và cô có từng thắc mắc cái này rất là nhiều, đúng không? Là mỗi khi gặp một người Mã cô đều hỏi họ, ơi tại vì sao mà các anh không, hoặc là các bạn không ăn thịt heo vậy? Mỗi người cho cô một cái đáp án khác nhau, và cô đã hỏi rất là nhiều người, thì cái đáp án chung của họ là vì sao các bạn có biết không?
người ta nói rằng là khi con bò và con gà thì họ chỉ ăn ăn thức ăn nó không liên quan tới động vật và nó chỉ ăn cỏ thôi, đúng không nào? Và nó chỉ ăn lương thực thôi. Nhưng mà riêng con lợn thì người ta nói là mà chăm bun ma căn, mà chăm cũng bun ma căn, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái gì nó cũng ăn, đúng không các bạn? Con lợn các bạn có đúng là cái gì nó cũng ăn không các bạn? Tự À, nhiên con lợn cái gì nó cũng ăn nên người ta nói là dơ, và người mã không phải là không được ăn thịt lợn. Trong cái sách kinh Quran người ta có viết rồi, và người mã người ta giải thích cho cô rồi, cô có rất nhiều người bạn người mã và họ nói với cô rằng là không phải là đạo luật của chúng tôi cấm là không được ăn thịt lợn, mà có nghĩa là nếu như mà có sự lựa chọn, đúng không nào, thì không nên ăn thịt lợn. Còn nếu thực sự đói rồi, không còn cái gì để ăn nữa rồi mà chỉ còn mỗi thịt lợn thì vẫn có quyền ăn thịt lợn các bạn nhé, chứ không phải là không được ăn, đúng không nào? Nếu như có sự lựa chọn giữa các con vật với nhau thì tốt nhất là không nên ăn con lợn, tại vì con lợn nó có thể ăn được tất cả mọi thứ, và đôi khi thịt lợn nó ăn cả đồng loại nó luôn. Bây giờ ví dụ như bạn nấu đồng loại cho nó vẫn ăn mà, đúng không? em nấu này kia mà ha, trong cái xương đó, xương heo, thịt heo ở trong thì em đem đi đổ thành cơm heo nó vẫn ăn bình thường. Đúng rồi, nên là người ta không ăn, vì con lợn nó có thể ăn đồng loại của nó và nó có thể ăn bất cứ thứ gì nên người ta không ăn thôi. Còn con gà, con bò, con trâu thì người ta lại ăn, nó chỉ ăn cỏ, ăn những cái thứ và nó không ăn thôi, nên thành ra người ta nói là con lợn là con dơ, người ta không ăn, lý do vì như vậy, đúng không nào? Và có một số người thì người ta khách sáo hơn, đó là có một số người ta khách sáo hơn. Ví dụ cô có một số người bạn người Mã là phụ nữ thì họ khách sáo hơn, họ nói chuyện với cô rằng là trước kia do cái người mà người ta sáng tạo ra cái đạo Islam này, người ta bị lạc vào một khu rừng và cái con lợn nó đã cho người ta bú thì người ta mới thể sống sót và người ta đi ra được, nên người ta không ăn thịt lợn nữa vì người ta tôn trọng con lợn. Đó là cái người người ta nói lái đi thôi. Còn cô hỏi 10 người thì 8 người nói rằng do con lợn nó rất là dơ, người ta không có ăn. Còn chỉ có một hai người là phụ nữ người ta nói nái đi, người ta nói rằng do người ta nói rằng là trước kia cái người mà tạo ra cái đạo Islam đó, người ta từng bị lạc vào trong rừng chiến tranh và con lợn nó đã nuôi sống người ta bằng sữa của nó nên người ta không ăn nữa. Đó là mỗi người nói một cách khác nhau, nhưng mà cái ý kiến đó thì rất là ít. Và cô thì hay tò mò về đạo nên cô hay hỏi các bạn nhé. Ok, đa ginh. Từ này đa ginh thì cô thấy từ nãy là các bạn đã đến nhắc tới rồi thì các bạn đều biết cái từ đa ginh này rồi, đúng không nào? Đa ginh là thịt. Thịt này thì có rất là nhiều loại thịt. Thường thường thì người Tàu chúng ta thì ăn đa ginh ba bi, đa ginh ai yam, đúng không nào? Hoặc là thịt cua, thịt cá, thịt gà, thịt gì cũng được, thịt ếch, thịt giết thì cũng được, thì đều bắt đầu bằng chữ đa ginh này hết. Để bắt chữ đa ginh hết. Đa ginh ai yam ở bên dưới này có một ví dụ nhé. Ai yam là con gà, còn đa ginh ai yam nó chính là thịt gà. Cái món hamburger này thì cô tin là bên Malaysia nó rất là nhiều, thì các bạn đã từng ăn rồi, cô có cần giải thích cái món này không các bạn? Dạ không. Không, đúng là cô hay trêu học viên của cô đó. Nếu như bạn nào giơ tay là chưa ăn món này thì nhắn tin địa chỉ chỉ cô bốc GrabFood, cô mời bạn một món gọi là hamburger, đúng là tại vì món này nó rất là nhiều và rất là phổ biến ở bên này luôn, hamburger nhá. Cái món steak này thì cái món này là người ta viết theo tiếng Anh nhưng mà chính thức ra cái này nó là daging bangang. Nếu như mà người ta sử dụng cái từ daging bangang cho bò bít tết, đúng không nào? Hoặc là ayam bangang, babi bangang, người ta sử dụng như vậy. Còn các bạn gọi steak này cũng được. Tệ là tiếng Anh. Spaghetti, spaghetti. Đó là spaghetti này, nó là mì Ý. Cái mì Ý này thì nó không xa lạ gì với chúng ta rồi. Các bạn vào những cái món ăn mà đồ Tây thì thường thường là con vào chúng ta ăn toàn ăn cái này thôi, đúng không các bạn? Có cái gì để ăn đâu. Và cái này thì nó có một hai loại nước sốt thôi. Nước sốt thứ nhất là nước sốt gì các bạn? Tomato, À, sốt tomato, và còn một loại nước sốt nữa. sữa bơ gì đó ăn em muốn chết. À, cái sốt đó không phải là sốt bơ, đó là sốt lấm mushroom, đúng không nào? Hoặc là chân đa wan, tiếng Mã người ta gọi là chân đa wan, thì cái sốt chân đa wan nó rất là ngấy, cô cũng không ăn được, cô toàn ăn cái sốt tomato thôi, cái mì Ý này. Ladu này nó là bánh bao các bạn nhé, nhưng mà người Mã thì người ta bị lẫn lộn cái phong cách của người Tàu nên là đôi khi người ta cũng gọi như này các bạn này, bao. Các bạn gọi bao người Mã người ta cũng hiểu, Du người ta cũng hiểu, nó không có gì sai cả. Và người Mã người ta có thể gọi như này tại vì cái bên này người ta bị lẫn lộn văn hóa của người Tàu nên người ta cũng gọi là bao. Tiếng Mã gọi là la du nhưng đôi khi người ta cũng gọi là bao, không có gì thay đổi cả. Vegetarian nó là người ăn chay, đúng không nào? Và khi mà các bạn muốn ăn chay thì tất nhiên các bạn phải tìm những cái món ăn gì, những cái gì mà nó có cái chữ này thì các bạn ăn ăn nhé. Còn nó không có chữ này thì nó không chắc chắn là đồ chay, nhớ chưa nào?
bất cứ cái mì gì, ví dụ các bạn muốn đang trong lúc mà các bạn ăn chay chẳng hạn, các bạn muốn mua mì Maggi chẳng hạn, mì Maggi là mì gì các bạn từng nghe chưa? Maggi, Maggi, mì gói hả con? À mì gói đó, Maggi nó chính là mì gói. Thì khi mà chúng ta đi mua mì gói, mì ăn tiện ấy, thì chúng ta phải tìm thấy cái chữ này. Khi nào nó có cái chữ vegetarian này, hoặc là nói tiếng Anh thì nó cũng chỉ hơi khác thôi, cũng gần giống như thế này, đúng không nào? Vegetable hoặc là vegetarian, nó là những thứ mà dành cho người ăn chay. Nhớ là khi nào ăn chay thì phải tìm cái quán nào nó có chữ này hắn ăn. Hoặc là trên cái món ăn, trên cái gói hàng đó là phải có cái này. Kể cả gói bim bim nó cũng có những cái gói này mới ăn được, đúng không nào? Nếu chứ thực sự chúng ta ăn chay, vegetarian. Ikan là cá. Ikan này thì cô biết là cá thì nó có rất là nhiều loại cá, nhưng mà chúng ta học tên của nó thì rất là mệt, đúng không nào? Và chúng ta chỉ cần biết là cá nước ngọt thì chúng ta gọi là ikan sungai. Ikan sungai, nhớ như nào? Còn cá nước biển thì chúng ta gọi là ikan laut. Học hai cái đó thôi. Ikan sungai và ikan laut có nghĩa là cá nước ngọt và cá nước biển. Học như vậy thôi nhá. Cơ tâm. Laut. À, laut và sungai, đúng không nào? Sungai. Sungai và laut thì là biết như thế nào? Đúng không nào? Sungai thì viết như này các bạn này, ikan sungai. Sungai nó chính là cái sông hả cô? À, cái sông, ikan sungai. Còn ví dụ như laut thì viết như thế này nhá, laut. Sông và biển, cá sông và biển nhá. Cơ tâm là con cua, đúng không nào? Cơ tâm là con cua. Udang là tôm. Udang, cơ tâm nó cũng rất nhiều loại, chúng ta không thể học hết được. Ví dụ như là udang harimau, udang bute, udang gì đó kệ, cứ biết là udang gọi là udang là đều đủ rồi, đúng không nào? Sotong, sotong mực. Người Việt Nam chúng ta rất là thích ăn một món đó là mực, mà mực lướng, nhưng mà mực lướng là mực khô lướng, thì khi mà các bạn muốn mua mực khô thì các bạn sẽ gọi là sotong kering. Kering nó chính là khô, kering là khô đó các bạn. Ví dụ như bạn nào sang Thái Lan đi, người ta thấy các bạn người ta lướng mực xong người ta đập ra, người ta xé đó, thì cái đó thì là chỉ có món người Thái, người Việt mới ăn thôi, đúng không nào? Siput hoặc là lendut cũng được, cái này là nói chung về ốc. Lendut hoặc là siput nó đều là gọi chung về ốc, tất cả các loại ốc. Còn ốc gì đó thì chúng ta không học được, ốc xương, ốc hương, ốc mít gì đó chúng ta bỏ qua nhá. Chỉ biết là siput hoặc là lendut cũng được, có đều là kể tên về các loại ốc. Bơ lụt là lươn. Lươn này thì ở bên Malaysia thì ở chợ của các bạn có bán không các bạn? Ở chợ cô thì không có bán, nhưng mà cô chỉ thấy người Việt Nam đi câu thì nhiều, còn ở chợ thì không có bán các bạn nhé. Không có bán. Ít thấy, đúng không nào? Tơ lô, cái món tơ lô là trứng. Các bạn có biết là ngày khi mà cô mới đặt chân sang bên Malaysia, cô gọi cái quả, cái trứng này là cái gì không các bạn? Lúc đó thì tiếng Anh cô cũng biết, nhưng mà cô học tiếng Mã, đúng không nào? Và khi mà cô nói với người Mã thì người ta hỏi cô là hôm nay bạn ăn cơm mấy gì vậy, thì cô nói là tôi ăn cơm với lại ăn nạ ayam. Thì ăn nạ là con và ayam là gà, đúng không bạn? Thì cô nói là cô ăn cơm với lại con gà, đúng không nào? Thì cô nghĩ là lúc đó cô mới học thì cô cứ ghép vào thế thôi, đúng không nào các bạn? Thì cô nghĩ là cái quả trứng nó có vẻ là con của con gà các bạn. Cô nói như vậy, đúng không nào? Và khi cô nói như vậy thì người ta rất là giật mình ha. Ăn là ai em kichik kichik a bạn bung bole makan à. Đó nào, người ta nói là cái con gà nhỏ xíu nhưng mà bạn cũng ăn à. Đó nào, thế cô nói là bukan. Cô nói không phải, và cô phải nói lại tiếng Anh với họ. Họ nói là itu bangkyu telo, cái đó gọi là trứng. Đó nào, telo nó là trứng nhá. Đừng ai bắt chiếc cô gọi là ăn là ai em nhá. Cô ăn trứng gà lộn hả cô? Vâng, cái đó là những cái điều thú vị, đúng không nào? Khi cái đó là đôi khi các bạn người ta nói một lần rồi, nếu mà bị chỉnh sửa rồi thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn quên được, đúng không nào? Chỉnh sửa rồi thì không bao giờ các bạn quên được. Nhớ cho cô là tơ lô là trứng nhá. Và đôi khi bây giờ, ngay bây giờ các bạn cũng không thể quên cái từ trứng này. Tại vì sao? Tại vì là các bạn đã nghe cái câu chuyện cười của cô rồi, nó đã ngấm vào trong cơ thể các bạn rồi, đúng không nào? Mỗi nghĩ đến trứng rồi, cô Kelly cô từng nhầm lẫn rồi, thì mình không bao giờ nhầm lẫn nữa, mà mình biết trứng sẽ gọi là gì? Tơ lô, đúng không? Tại vì đã có cái câu chuyện mà chuyện cười cô kèm cái từ này rồi, làm sao chúng ta quên được, đúng không nào? Makanan laut nó là hải sản, đúng không nào? Đôi khi các bạn gọi là seafood là các bạn gọi tiếng Anh thôi, đúng không nào? Chứ chính thức makanan laut, nếu một cái quán ăn nào người ta ghi là kedai makanan laut, có nghĩa là cái quán đó là quán bán hải sản các bạn nhé. Các bạn có thể vào đó để ăn hải sản thì tìm cái chữ này cho cô nhé. Makanan laut, hải sản. Sang bên này,
Sang bên này là các thức uống, thì các thức uống chúng ta gọi như thế nào? Chúng ta gọi là minuman. À, minum là uống mà đúng không các bạn? Minum. Minum là uống. Vậy thì các thức uống thì chúng ta thêm cái đuôi an vào và chúng ta đọc là minuman. Minuman, minuman là thức uống. Nhớ cho cô nhé. Minuman, thức uống. Thì thức uống này rất là nhiều các loại thức uống. Thì có một cái loại thức uống mà thường thường đôi khi một số các bạn nữ rất là thích uống, và cô cũng thế. Đi ra quán không phải cô tiết kiệm các bạn, cô không hề tiết kiệm, đúng không nào? Nhưng mà cô rất hay gọi cái thức này. Tại vì khi mà cô ăn cơm thì cô sẽ không quen là uống cái loại nước ngọt, đúng không nào? Thì cô sẽ gọi cái nước này, Aishom, đúng không nào? Aishom. Thì cái từ này chúng ta đọc là ar. Có cái chữ âm r đằng sau nên chúng ta đọc là ar. R. Nhưng mà thường thường đọc như thế chúng ta rất là khó, nên cô cho các bạn một cách đọc nó rất là dễ. Đọc là A cho cô. A. Tại vì sao cô nói như vậy? Tại vì nó có cái chữ này các bạn này. Chữ này. Chữ này là ice. Ice. Nó là đá. Nó có cái âm xì đằng sau. Và cái chữ này là nước, nên chúng ta phân biệt như vậy. Còn nếu như đúng cách đọc, người ta đọc là à. Nhưng đọc như thế nó rất là khó, rất là mệt. Gọi một cái ly nước mệt như thế, đọc là A, người ta hiểu. Và đôi khi cái này mấy người Indo tớ nói là S. Đó là S. S, đó là đá. Hai cái từ này phân biệt nhé, nước và đá. I swam. Copio, thì copio đó là cái loại copy nào? Nếu như mà các bạn đi mua cà phê đó, các bạn thấy cái copio nó có nghĩa là cái cà phê đen các bạn. Cà phê đen. Cà phê đen này, ví dụ như cà phê đen mà các bạn muốn uống ngon thì các bạn mua cái loại 3 trong 1, đúng không nào? Copio, Tiger, Dalam, Satu, đó là cà phê 3 trong 1, đúng không nào? Còn nếu như mà các bạn muốn uống 2 trong 1 thôi thì các bạn nhìn chữ các bạn biết, và đó là cái cách mà khi mà các bạn đi mua hàng. Tại vì sao chúng ta nhìn vào cái gói cà phê chúng ta biết được, ồ cái này nó gồm những cái gì thì đó là cách chúng ta đọc chữ nhá. Còn khi ra ngoài quán chúng ta gọi copio, chúng ta muốn uống đá thì thêm cái chữ bên dưới này thôi các bạn này, ice. Muốn uống nóng thì thêm từ panas cho cô nhé. Đó là hai cách mà chúng ta gọi nước. Nóng thì thêm là panas, còn đá thì thêm là ice. Ở ngoài em nghe người ta order, người ta hỏi mình là panas or sojuk cho cô. À không, panas atau sojuk thì sojuk là lạnh. Đúng là sojuk đó là lạnh. Còn panas là nóng. Thì ví dụ như là chúng ta muốn uống lạnh thì chúng ta uống lạnh, nhưng mà thường thường lạnh thì đấy là những người ta hỏi thôi. Thường thường thì lạnh nó là thêm đá vào, đúng không các bạn? Thì chúng ta nói là, ví dụ bây giờ các bạn nói là tôi muốn uống nước Milo ice, chứ không ai nói là tôi muốn nước Milo lạnh cả. Tôi uống Milo đá chứ ai nói là tôi uống Milo lạnh đâu. Nên khi người ta order như thế là những người, một là những người người ta sợ các bạn không hiểu, người ta nói như vậy ai cũng hiểu. Nhưng đúng công thức ra chúng ta phải sử dụng đá và nóng, chứ không ai sử dụng lạnh và nóng. Lạnh, nước lạnh không nhất định là nó sẽ có đá, đúng không các bạn? Ví dụ như bây giờ cô nói đơn giản đi. Các bạn gọi nước soya. Soya. Soya các bạn biết là nước gì đúng không nào? Đậu nành. À, soya, nước đậu lành. Ví dụ như bây giờ các bạn gọi nóng thì người ta sẽ cho nước nóng. Nhưng mà nóng thì thường thường người ta nói là ini soda soju, là cái nước này nó đã lạnh rồi. Nhưng nếu mà em thêm đá người ta mới thêm đá, còn nếu như em muốn không thêm đá người ta chỉ mang cái nước đó không thôi và không thêm đá. Nhớ chưa nào? Nên muốn thêm đá chúng ta phải sử dụng ice. Còn nếu chúng ta nói là sayana soya soju thì người ta sẽ cái nước của nó đã lạnh sẵn rồi mà, đúng không nào? Soya không có ai soya nóng, trừ trường hợp là người ta nấu thôi, còn ở ngoài quán khác đa phần là tự trong tủ lạnh hết rồi, không ai để ngoài được. Nên thành ra các bạn muốn uống đá thì phải thêm từ đá vào cho cô nhé. Soya, cái món này chúng ta cũng hay uống đó, không phải là riêng ở quán. Đôi khi các bạn vào quán người Tàu nhưng các bạn phải nói tiếng Mã. Tại vì sao? Tại vì những người phục vụ là người ta là những người, ví dụ như là những người mà India này, những người mà Myanmar này, thì đa phần người ta nói tiếng Mã hết các bạn. Nên là các bạn vào các bạn cũng phải nói tiếng Mã. Copy susu thì copy nó là cà phê, rồi susu là sữa các bạn nhé. Còn các bạn uống đá, uống nóng thì các bạn tự thêm vào thôi. Te tare. Te tare. Thì cái te tare này nó là cái trà sữa sủi bọt, trà kéo đó các bạn. Các bạn đổ, thấy cái người bartender người ta đổ từ bên này, đổ sang bên kia, người ta kéo dài ra và cái trà sữa nó rất là ngon. Và người Mã người ta đặc biệt yêu thích cái món này các bạn, đặc biệt yêu thích. Và nếu như mà bạn nào mà thích uống cái vị trà mà nó có sữa, nó béo thì trời mưa đó. Ngày trước cô đi làm QC, kiểm hàng ở trên Salam đó. Mỗi một lần đi về cái đường 2B nó rất là trời mưa, rất là lạnh. Và cô thường xuống quán người Mã ở rìa đường và gọi một cốc này uống rất là đã luôn. Rất là ngon. Người Mã pha rất là ngọt, rất là ngon. Nhưng mà đảm bảo uống xong thì một cốc này thôi thì nếu như bạn nào đang béo thì giảm cân rất là cực khổ, đúng không nào?
limau, limau đó là chanh. Ví dụ như các bạn muốn uống nước chanh thì chanh đá, chanh nóng thì các bạn tự thêm. Còn chanh thì nó có hai loại các bạn nhé. Limau katsushi đó là nước 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 ép của quả quất. Ngoài cô gọi quả quất, các bạn gọi là quả tắc hay là quả hạnh gì đó, trái hạnh, trái tắc gì đó. Thì một đó là một là cái quả đó. Hai là nó sẽ là một cái limau là cái nước chanh xanh. Đúng nào? Còn nếu chúng ta muốn uống nước chanh vàng thì chúng ta gọi là lemon. Đúng là lemon, đó là nước quả chanh vàng. Còn chanh xanh chúng ta sẽ gọi là limau. Còn nếu như mà quả quất thì chúng ta sẽ gọi là limau katsushi. Đúng nào? Thì sau này học về hoa quả thì các bạn sẽ rõ hơn. Còn khi mà chúng ta muốn thêm cái xí muội vào thì nó gọi là assamboy. Thường thường nước chanh nó sẽ thêm xí muội các bạn nhé. Gọi là assamboy, nó là cái xí muội. Tea ice, nó là trà đá rồi. Tea hichau, nó là trà xanh, mà trà xanh đá. Mino thì dễ rồi, đúng không nào? Mino, mino này. Nhưng mà mino nó là khi mà chúng ta nói tiếng Anh thôi, thường thường người ta quán tiếng Mã người ta hay gọi là mino, đúng không nào? Mino. Syrup, cái nước syrup này, đúng không nào? Syrup nó là cái nước mà các bạn nhìn thấy xanh đỏ tím vàng mà người ta cứ mua một chai đặc đặc ở trong siêu thị về người ta đổ ra người ta hòa đó, thì nước đó chính gọi là syrup. Cái này là siro nhé, cứ siro đá thôi, không phải đá bào đâu các bạn. Syrup, siro đá bào. Bali, cái nước Bali này thì trong tiếng Tàu các bạn có biết gọi là nước gì không nào? Imi. Đúng rồi, rất xuất sắc. Đúng là Imi hoặc là Nhì Mày, nó chính là cái nước này các bạn nhé. Nhì Mày là tiếng Cantonese, còn Imi nó là tiếng Mandarin. Thì cái này nó chính là cái nước Bali, Bali Ice. Cái chendol này nó là cái chè này các bạn từng ăn chưa? Bạn nào từng ăn món này giơ tay cô nào. Quán này nó có thêm rất là nhiều thứ, đúng không nào? Nó có thêm rất là nhiều thứ. Ví dụ các bạn thấy nó bán nó có thêm pulut là lúa lép này, gạo lép này, xôi này, đúng không nào? Jagung là ngô này, hoặc là cà chăng mera thì nó là đậu đỏ này, và nó thêm rất là nhiều thứ. Và cái bánh này, cái chè này nó rất là ngọt, nó thêm nước cốt dừa. Ai clapper, cái cụm từ này rất hay nhầm lẫn các bạn nhé. Clapper, chú ý cho cô, nát nữa cô sẽ nói là vì sao hay nhầm lẫn clapper và cụp bá lơ. Cụp bá lơ là cái đầu của chúng ta. Và clapper này nó là cái trái dừa. Clapper là clapa, này là trái dừa. Thì chúng ta chú ý hai từ này, nát nữa cô sẽ dạy các bạn tiếng Việt. Asni là nguyên chất, dừa nguyên chất. Thường thường asni này thì cô ít sử dụng đó. Cô chỉ nói là cô song thôi. Cô muốn uống nước dừa mà dừa cô song đó. Không thêm đường, không thêm đá, không thêm cái gì. Đúng không nào? Em đi mua sữa cho con em là em mua xài. Mua xài đó không nào. Juice nó là nước ép trái cây. Thì cái từ juice này thì cô tin là rất là thông dụng rồi. Tại vì sao? Nó gần giống với tiếng Anh, đó không nào? Nó viết khác thôi chứ còn nó gần giống với tiếng Anh. Juice là nước ép trái cây. Còn các bạn muốn thêm cái gì ví như là apple juice này, đó không nào, hoặc là orange juice, hoặc là bất cứ cái gì juice, tombica juice thì nó đều được gọi là nước ép của cái loại đó. Yampu là cái ổ chúng ta học rồi nhé. Ngoài ra nữa thì chúng ta có một món ăn sinh tố, đó là ví dụ như là pizza đó, sinh tố đó thì chúng ta sẽ gọi là như thế nào? Chúng ta sẽ gọi là smoothie. Cái từ này là từ đi mượn các bạn nhé, smoothie. Thì trong tiếng Mã cứ hai chữ O đọc là chữ U. Trong tiếng Mã hai chữ O đọc là chữ U. Hai chữ O đứng liền nhau đọc là chữ U. Và ví dụ như là cô còn thấy một từ nữa nó cũng có hai chữ O. Ví dụ như cái từ này thì chúng ta cũng đọc là chữ, ví dụ như hai chữ O đọc là chữ U thì từ này các bạn sẽ đọc là gì nhá? Ví dụ như cô viết ở đây này. Nếu như bây giờ cô cho hai chữ O đọc là chữ U thì cái chữ này chúng ta sẽ đọc như thế nào? Du. Du, và các bạn có biết cái du là cái gì không nào? Công viên sở thú. Sở thú. Smoothie là sinh tố. Khi mà nhìn cái menu, tại vì sao mà em người Việt em vẫn nhìn được menu? Tại vì sao? Tại vì là em biết chữ. Đó không nào, nhìn cái chữ smoothie này là biết là cái này là sinh tố rồi. Còn nhìn ghi người ta để cái chữ juice này, người ta biết là chúng ta chỉ biết là nước ép thôi, đúng không nào? Thì đó là cái cách mà các bạn nhìn menu đó. Khi nhìn menu chúng ta lật ra, một số bạn nói là ôi em không biết chữ, em có biết nhìn menu đâu mà đưa. Nhưng mà nó rất là dễ cho các bạn, đúng không nào? Các bạn nhìn này, đúng không nào? Juice là nước ép, smoothie nó chính là sinh tố rồi, đúng không nào? Còn những cái món trên kia chúng ta tự nhìn chúng ta thấy rồi. Nên là chúng ta học, chúng ta biết hơn ở cái chỗ đó là như vậy. Vừa biết nghe, vừa biết nói, vừa biết nhìn và vừa biết gọi món. Sinh tố xoài chúng ta thêm vào thôi, mango smoothie. Ví dụ như bây giờ cô muốn sinh tố chanh, sinh tố gì thì cô cũng thêm cái trái đó vào thôi nhé, thêm cái trái đó vào thôi.
Tiếp theo chúng ta sẽ sang một cái trang bên cạnh, chúng ta xem là nó còn những cái từ vựng nào nữa nhé. Ok, sang bên này nó có một các cố số các cụm từ thường dùng, ví dụ từ ma căn. Ví dụ như vừa nãy cô mới hỏi Huỳnh mà Huỳnh Vi biết nói rồi. Awa suda ma căn ke blom thì Huỳnh Vi nói sao nhỉ? Huỳnh Vi vừa trả lời cô ra sao? Saya makan suda. À, saya suda makan nhá. Nói xuôi như vậy, saya suda makan. Không phải là makan suda, đó là saya suda makan. Saya suda makan thì cụm từ makan này được sử dụng này các bạn này. Minum là uống, đúng nào? Muốn thêm vào mi makanan là đồ ăn, minuman là thức uống, thêm như vậy thôi. Rasa thì cái từ rasa này nó có hai nghĩa, trong sách nó chỉ ghi một nghĩa thôi. Hương vị hoặc là cảm thấy, đúng là cảm thấy. Ví dụ như bây giờ em cô đang rất là đau lưng và ai đó đang bóp lưng cho cô, người ta sẽ hỏi là awa rasa mà chăm ăn, bạn cảm thấy như thế nào, đúng nào? Thì chúng ta sẽ nói cái từ rasa này với cái nghĩa là cảm thấy. Pedas là vị cay. Có bạn nào không ăn được cay giơ tay nào. Ai không ăn được cay? Saya boleh. Boleh. Saya pun boleh tapi sikit-sikit. Nó không nào, còn không có cay thì đôi khi nó mất ngon. Pedas. Pahit là vị đắng. Pahit, pahit gần ở dấu sắc và giữa dấu lặng. Masam là vị chua, nhớ là vị chua nhá. Còn khi nói về chua, đồ chua thì nói sao? Bỏ cái chữ m đi, đọc chữ asam. Asam là đồ chua, khi các bạn muốn đi mua đồ chua về nấu canh chua thì sử dụng cái từ asam để gọi nhá. Còn masam nó là vị chua, ví dụ như vị chua và đồ chua sử dụng khác nhau như thế nào. Ví dụ bây giờ cô nấu một cái món canh lên và cô kêu em thử. Awa rasa ini cukup masam ta. Mà ăn thử xem cái món này nó đủ chua chưa, đúng không nào? Thì cô sử dụng từ masam. Nhưng bây giờ cô muốn đi mua đồ chua để nấu canh chua thì cô sẽ nói như nào? Sini ada yuam asam ta, ở đây có bán đồ chua không ạ? Đúng là thì đó là cách chúng ta sử dụng masam và asam. Nếu như các bạn muốn đi mua đồ chua mà các bạn nói là sini ada yuam asam ta thì người ta sẽ không hiểu, không có bán vị chua ở đây, đúng không nào? Đồ chua và vị chua nó khác nhau nhá. Hình như là ở trong siêu thị bán chanh, ở gì bán gì? Bán me hả cô hả? Me người ta gọi là asam, đúng không nào? Asam. Ok, malis là ngọt. Cái này là ngọt và vừa là ngọt ngào luôn đấy các bạn. Manis. Ví dụ như bây giờ một bạn mà có khuôn mặt nó tròn trịa thì rất là ngọt ngào. Ví dụ như bạn Kelly chẳng hạn, đó là chắc chắn là sẽ có người nói là ồ té ngọt điêm bu cơ ba nhà manis. Nhìn cái mặt của bạn ấy, cái khuôn mặt của bạn ấy nó toát đến cái vẻ sự ngọt ngào, sự dịu dàng thì chính là cái từ manis này. Và manis nó cũng là vị ngọt luôn, và cái từ này thì Huỳnh Vi nói rồi, đúng là xe nạ cu răng manis là sao? Ít ngọt. À, ít ngọt đó các bạn, thì cái từ malice đấy chính là ngọt, nó sử dụng được hai nghĩa, đó là vừa nói về đồ ăn vừa nói về con người đều được luôn. Masin là vị mặn, cũng tương tự như vậy, đó là masin. Ví dụ như bây giờ masin này mà bây giờ cô thêm cái từ ikan vào đằng trước thì nó sẽ trở thành cái gì các bạn? Cá mặn. Cá mặn, đó là người Hoa rất thích ăn cá mặn, các bạn thấy không? Cái món cá mặn mà khi mà chúng ta đi ăn cái món Claypost, cái món cơm liêu đó các bạn, đó là cơm liêu ngập vô cây phản đó, nhưng mà khi người ta gọi là Claypost đó, thì cái món đó nhất định nó sẽ hấp một cái miếng cá rất là mặn, nhỏ xíu thôi, đúng không nào? Và cái đó gọi là ikan masin. Hampa là nhạt, và nó vừa là nhạt nhẽo luôn, nhạt của độ nhạt, nhạt nhẽo, đúng không nào? Tình cảm nhạt nhẽo cũng có thể sử dụng, và hampa nó vừa là vị nhạt luôn. Sepahagian thì cái này chúng ta rất ít khi sử dụng cái từ này. Tại vì sao? Một phần, đúng không nào? Sepahagian nó là một phần. Ví dụ bây giờ cô muốn mua một hộp cơm thì cô sẽ sử dụng là semau beli satu lasi, satu kota lasi, một hộp cơm, đúng không nào? Nhưng ở bên này ít khi ai nói là tôi muốn mua một phần cơm, đúng không nào? Rất ít khi ai nói như vậy. Nhưng mà chúng ta học thêm một phần, cái gì cần sử dụng một phần thì chúng ta cũng có thể nói từ này, sepahagian. Masa là nấu nướng. Masa, masa. Sekarang saya nak masa nasi. Bây giờ tôi muốn nấu cơm rồi. Đó là hoặc là bây giờ tôi phải nấu cơm rồi. Thì cái từ masa được sử dụng. Hoặc là chúng ta có thể nói là saya ma dia banyak pandai masa. Mẹ của tôi rất là giỏi trong việc nấu nướng. Thì chúng ta sử dụng cái từ này. Đó không nào? Saya tak tahu masa là saya tak pandai masa. Có nghĩa là tôi không biết nấu ăn và tôi cũng không giỏi trong việc nấu ăn. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng từ này. Đó không nào? Hoặc là keluarga saya tak ada biasa masak nasi di rumah. Gia đình của tôi không có thói quen là nấu ăn ở nhà. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng từ này, đúng không nào? Từ masak. Hoặc là ví dụ như là
chúng ta có thể mời bạn chúng ta được không, là ai awa datang se rumah kita sama sama masak makanan, bạn đến nhà tôi chơi đi, chúng ta cùng nhau nấu ăn được không nào, masak makanan Việt Nam, chúng ta cùng nhau nấu nhau nấu món Việt Nam, ví dụ như vậy. Có, đó là cái thói quen và sở thích của rất là nhiều các bạn Việt Nam, chúng ta thường rủ bạn bè chúng ta đến gộp chung lại những người chung sở thích và chúng ta làm những cái món ăn của Việt Nam, các bạn có như thế không, chứ cô thì thỉnh thoảng cũng rủ mấy bạn ở gần gần đấy các bạn, đó là tập trung lại nấu một hai món của Việt Nam chúng ta, một người ăn thì nó không ngon đó các bạn, nhưng mà phải có đồng bọn thì ăn nó mới ngon, nấu một vài cái món ăn của Việt Nam thì chúng ta ăn, thì đó là sử dụng cái từ này mà sẵn. Goreng, goreng là chiên xào, goreng là chiên vừa là xào. Ví dụ như là các bạn từng món ăn món ayam goreng rồi, ayam gà chiên ai cũng ăn rồi đúng không nào, hoặc là cơm xào thì nói sao, nasi goreng, cơm chiên cơm xào. Măng ngu cốt thì cái từ măng ngu cốt này hoặc là cu cốt cũng được, cu cốt là người ta viết tắt đúng không nào, còn măng ngu cốt là người ta thêm tiếp đầu ngữ vào, nó đều là cái tình độ hấp. Rebus là luộc. Rebus paka thì cái từ paka này nó có nghĩa là gì, nó vừa là cháy vừa là lướng luôn, đó là cháy hoặc là lướng. Ví dụ như lướng trong trường hợp nào, ví dụ như cô muốn ăn ikan paka, tôi cô muốn ăn cá lướng đó là, còn ví dụ như cháy là sao, ô tại đi xe té ngọ sanner ada satu rumah sudah paka đó là, hoặc là tôi nấu cái món ăn này nó bị cháy rồi thì cũng sử dụng từ này, cháy và lướng nhé các bạn nhé. Panggang là món quay, còn sơ ga là gì, tươi sống. Ví dụ các bạn nói là đi sini ada jua ikan sega, có nghĩa là ở đây có bán cá tươi. Đúng không nào? Đi sini ada jua ayam sega, ở đây có bán gà tươi. Đi sini ada jua sayo sega, ở đây có bán rau tươi. Thì cái từ sega này sử dụng cho sự tươi sống. Thì đây là tất cả những cái từ của chúng ta ngày hôm nay. Ngoài những cái từ của chúng ta ngày hôm nay thì trước khi mà vào cách gọi đồ ăn thì cô muốn các bạn chia sẻ thêm một số những cái món ăn mà cô thấy là chúng ta thường xuyên ăn, thường xuyên nhìn thấy, đúng không nào, thường xuyên ăn. Thì bây giờ cô sẽ chia sẻ thêm một vài món ăn nữa nhé, để chúng ta có cái menu phong phú hơn, đúng không nào, menu phong phú hơn. Ví dụ cô chia sẻ thêm một vài món nữa để chúng ta trước khi vào bài thực hành thì chúng ta sẽ có một số những cái món ăn. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm một vài món mà cô thường thấy rất là nhiều. Makanan dalam bahasa bạn nào dịch giúp cô dòng chữ này được không? Thức ăn trong tiếng Mã Lai hả cô? Đúng rồi, thức ăn trong tiếng Mã Lai, đúng là thức ăn trong tiếng Mã Lai sẽ có như thế nào, đúng là makanan dalam bahasa Melayu. Nhớ cái tiếng của chúng ta học là bahasa Melayu nhá, không phải là bahasa Malaysia hoặc là cakap Melayu, thì không phải, đúng là bahasa Melayu. Vậy thì ngoài những cái món này ra, chúng ta nếu như mà nói đến cái bây giờ cô viết và cô xem là các bạn đã từng ăn cái món này chưa nhá, và cô tin là cái món này rất là nhiều các bạn ăn rồi, nên là cô sẽ ghi ra đây cho các bạn thêm một số món. Roti canai. Talo. Roti canai, đúng không nào? Roti canai, cái món này gì, cái tiếng Việt đó là cái gì vậy các bạn? Nó giống như là bánh mì trứng á cô. Bánh bột mì chiên, món ăn này của người India, bạn nào từng ăn rồi, roti canai đúng không nào? Từng ăn rồi, và món này nó là quán của người India, người ta rất là bán, các bạn thấy người ta cầm cái cục bột mì, người ta cứ day như thế này các bạn này, người ta day như thế này xong người ta đập ngược lại bán, thì nó chính là cái món này, đúng không nào? Roti canai, cô không dịch cái tiếng Việt nữa vì các bạn đã, cô đã miêu tả rồi, cô không biết dịch cái tiếng Việt nó là cái món, gọi là cái món gì vì nó không có tiếng Việt, nhưng cái này làm bằng bột mì, đúng không nào? Nếu như mà roti canai nó còn rất là nhiều món, ví dụ như là roti telo, roti pisang. Roti pisang là món bánh gì các bạn? Pisang, chuối hả cô? Chuối, đúng là roti tisu. Tisu, roti tisu các bạn từng ăn chưa nào? Tisu. Tisu nó không phải là bánh mì, mà bánh mì khăn giấy không phải, một cái mà nó như hình cái nón này các bạn này, cái hình cái nón mà nó cao to đùng các bạn thấy không, cái hình cái nón như này làm rất là cao to như này mà mỏng dính như tờ giấy, người ta gọi là roti tisu. Và cái bánh, cái món đó nó rất là đẹp, ăn thì cái vị của nó cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà 5-6 đứa mà ngồi gọi cái món đó thì rất là đẹp, nó to như cái lón của chúng ta luôn các bạn, và to chùm thế này ra mà người ta gọi là roti tisu. Nếu các bạn có
thỉnh thoảng mà có vào quán của người India thì các bạn thử gọi những cái món này, roti tisu, nó rất là hấp dẫn, nó rất là nhìn là đẹp mắt, đó là nhìn rất là đẹp mắt, nó mỏng như tờ giấy luôn và nó cao như cái nón của chúng ta, nó úp lên một cái đĩa, người ta gọi là roti tisu. Ok, ngoài ra nữa thì chúng ta cái món thứ cái món giống như là đại diện cho cái dân tộc của Malaysia và giống như là khi nhắc tới Malaysia là nhất định phải nhắc tới cái món này thì cô sẽ chia sẻ nhé. Nasi lemak. Nasi lemak này thì nó ngon thì cũng không phải là ngon, đó là nhưng mà cái món này thì nó có từ bình dân tới cao cấp. Bình dân cũng có, cao cấp cũng có. Bình dân thì chỉ có một dích thôi các bạn, cũng có. Và cao cấp thì đôi khi 12 dích cũng có nếu các bạn vào quán ngon, đúng không nào? Cô từng ăn một món nasi lemak tới 20 dích, nó rất là nhiều thứ, đúng không nào? Nó rất nhiều thứ thì cái nasi lemak này nó là cái món mà người Malaysia không thể thiếu được. Nếu như mà các bạn nhắc tới người Mã rồi thì không thể nào không nhắc tới nasi lemak. Không thể nào không nhắc tới nasi lemak nhá. Và ngoài ra cái món thứ ba mà cô thấy nó cũng rất là nổi tiếng ở bên Mã Lai và cái món này nếu như bạn nào chưa từng ăn, đúng không nào? Thì cái vị này nó rất là hợp với người Việt Nam chúng ta. Là chua chua cay cay. Cô không dịch cái tiếng Việt tại vì đây là tiếng Mã và cô chỉ cho các bạn thôi. Cái bánh này là laksa. Cái sợi mì của nó chính là cái sợi trong miền Nam các bạn gọi là sợi gì nhỉ? Bánh canh. Đúng rồi, cái sợi bánh canh và nó làm cái nước chua cay bằng cá nó rất là ngon và nếu như bạn nào chưa ăn thì nhớ một lần đi thử cái laksa này. Nói với chồng các bạn laksa, chồng các bạn hiểu nhá, laksa. Cái này gọi là laksa. Cái này nó có vị chua, vị cay và cái nước súp của nó được nấu bằng cá, cái loại cá lục, cá ngừ người ta nấu lên và cái sợi bún của nó sẽ là bánh canh laksa các bạn nhé. Món này nếu chưa ăn em thì cũng dễ nấu á cô. À dễ nấu đúng không nào? Cô thì không tự nấu nhưng cũng rất là thích ăn món này các bạn. Cô rất là thích ăn những cái món này. Nhớ là món này rất là nhiều. Và ngoài ra cái món này nếu như mà bạn nào mà đi ăn chơi, đi mấy bạn chung chung với nhau thì có thể là gọi thử cái món này nhá, gọi thử cái món này. Sate. Sate. Sate nó là cái gì? Sate nó không phải là sate của Việt Nam đâu các bạn. Nó không phải là nước chấm sate của Việt Nam chua cay. Sate là những cái xiên thịt gà đấy các bạn. Xiên thịt gà hoặc là thịt gì đó người ta nướng từng xiên một. Có chỗ thì người ta bán rất là rẻ, 50 sen một xiên thôi. Bây giờ thì không có 50 sen nữa rồi, 80 sen, 70 sen hoặc là một dích mốt một sen. Thì đó là cái sa tế này người ta nướng, nướng xong người ta quét vào người ta nướng. Các bạn thấy người ta nướng khói mù ở những cái quán nên thì đó chính là cái món sa tế này, thịt nướng. Thịt nướng, đó không nào? Thì đó là một số những cái món mà, có một cái món mà cô thấy là đôi khi chúng ta thường xuyên ăn. Nếu mà cô mà bận rộn là cô suốt ngày ăn cái món này, nên là cô chia sẻ cái món này. Nếu như bạn nào mà cũng có chung sở thích thì Maggie. Đúng không nào? Mì Maggie đó là mì gói đó. Cái món này thì cô tin là có một cái món nữa. Cái món thứ 6 là cái món mà cô cũng thường thấy, đó không nào? Đó là cái món popia. Cái món này thì popia này thì nó có rất nhiều loại popia, popia của Mã Lai nó khác, còn popia của Việt Nam chúng ta chính là cái món nem cuốn đó các bạn. Cái món các bạn không gọi nem cuốn, các bạn gọi là cái gì cuốn? Chả giò. Chả giò cuốn chín cũng có, cuốn sống cũng có. Cái món này các bạn nhé, cuốn sống mà ăn ngay đó chúng ta cũng gọi là popia, nhưng popia Việt Nam, còn popia của người Mã người ta cuốn với củ đậu, cuốn với tôm khô, cuốn với rất là nhiều loại, cô không biết là những cái gì đó nhưng mà nó cũng ok, đó không nào? Popia. Ok. Còn rất là nhiều món, ví dụ là si cân đa, la si bính nhạ hoặc là rất là nhiều, nhưng mà tạm thời chúng ta học như thế thôi, chứ còn học nhiều quá nên như bạn nào mà muốn ăn thêm món nào mà ra quán mà thấy món nào thì ghi lại cái món đó về chia sẻ với lớp của chúng ta, chứ cô thì cô ghi tới 4-5 trang cái này mà viết hết cho các bạn thì nó nhiều món lắm, nó là nhiều món lắm nên là chúng ta chỉ lấy những cái món tiêu biểu thôi, món tiêu biểu thôi nhé. Awa suka makan apa? Awa suka makan apa? Đó không nào? Thì sang cái phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách gọi đồ ăn thức uống. Chúng ta đến với bài hội thoại nhé. Bài hội thoại là cách chúng ta gọi đồ ăn thức uống. Di kedai makanan, tại quán ăn này. Và cách gọi đồ ăn thức uống thì chúng ta sẽ gọi như thế nào? Ví dụ như là trong cái phần này có rất là nhiều nhân vật. Bạn Rebecca.
Anh Playan thì Playan nó chính là các anh phục vụ bàn. Bây giờ không ai gọi các anh phục vụ bàn là Playan nữa các bạn. Thấy đàn ông thì nhỏ nhỏ thì gọi là em, lớn lớn thì gọi là ăn cơ, còn lớn hơn chúng ta một tí thì gọi là băng. Đúng không nào? Chúng ta gọi như vậy. Nhưng mà không ai gọi là cái này đâu. Ví dụ các bạn ra quán các bạn thấy, ai Playan, Playan, người ta không thích gọi như vậy đâu các bạn. Người ta không thích các bạn gọi như vậy đâu. Các bạn cứ gọi là anh, là chú, là chị, tùy. Đúng không nào? Anh là chú, là chị, đó là cách chúng ta gọi thôi. Pelayan meja ini sudah ada orang duduk ke belum? Thì các bạn chú ý nhé. Trong mỗi câu này nếu từ nào mà các bạn chưa hiểu nghĩa hỏi cô ngay nhé. Ví dụ như từ meja nó là cái bàn. Còn những từ này duduk là ngồi, belum là chưa. Từ nào mà các bạn chưa thấy nghĩa của nó thì hỏi cô. Còn những cái từ này bắt buộc các bạn phải thuộc nghĩa của từng từ. Từ nào không biết nghĩa thì hỏi cô nhé. Belum, kamu ada berapa orang? Chưa ạ. Các bạn có bao nhiêu người? Ada tiga orang, có ba người, đúng không nào? Kamu la makan apa? Các bạn muốn ăn cái gì? Hoặc là muốn ăn món gì? Saya la makan nasi lemak. Tôi muốn ăn muốn ăn cái món nasi lemak, cơm nước cốt dừa đó. Saya la nasi goreng kampung. Thì trong này nó có cái từ kampung, kampung là vùng quê, miền quê, quê cũng được. Ví dụ các bạn về Việt Nam các bạn nói là bán lại kampung đó, thì cái từ này nó chính là quê. Miền quê, vùng quê và quê luôn. Saya nak mi goreng makanan laut. Tôi muốn ăn cái món mì xào. Mà mì xào nó thêm hải sản vào. Đúng không nào? Hải sản thì nó bao gồm rất nhiều loại. Đôi khi tôm, cua, cả tôm với này mực rồi gì đó. Người ta những thứ tôm, cua, cá thì ta gọi là hải sản nhé. Nhung, boleh makan beras tak? Ví dụ nhung, boleh makan beras tak là bây giờ người ta thêm cái từ nhung. Ví dụ như bây giờ là hỏi là bạn có thể ăn cay không? Thì các bạn bỏ cái từ nhung đi, các bạn sẽ thêm từ gì vào đây? Awa, boleh makan beras tak? Bạn có thể ăn cay không? Đúng không nào? Kita nak memesan, thì cái từ memesan này chính là từ order đấy các bạn nhé. Order. Kita nak memesan makanan lagi. Chúng ta muốn gọi thêm một cái món nữa, thức ăn nữa, đó là cái món gì? Kari cộp bà lơ ikan. Thì kari là món kari rồi, các bạn biết rồi, đó là kari đó. Cộp bà lơ là cái đầu và ikan là cá, món kari đầu cá. Bolela, được chứ? Apa ai yang kita nak minum? Chúng ta muốn uống cái nước gì nhỉ? Saya nak minum ai kelapa. Kelapa, tôi muốn uống nước dừa. Ice limau, ice. Tôi muốn uống nước chanh đá. Saya nak jus orange. Tôi muốn uống nước cam. Baik lah, sila tunggu sekejap. Được thôi. À, vui lòng đợi trong giấy lát. Thì đây là cách chúng ta gọi đồ ăn. Bây giờ cô chỉ mời hai bạn thôi đọc cái bài này trước. Sau đó chúng ta thực hành luôn. Chúng ta nói về gọi đồ ăn luôn, không cần phải dựa cái bài hội thoại này. Bây giờ cô mời hai bạn đọc. Các bạn khác thì chú ý lắng nghe. Sau đó chúng ta sẽ cùng ghép cặp thực hành luôn cái bài này nhá. Cô mời hai bạn đọc cho lớp nghe nào. Hai bạn nào xung phong đọc cho lớp nghe phần này nào. Ok, mời Hồng nè. Mời bạn nào khác nữa nào. Đọc. Ok, mời May May nè. Hai bạn đọc nè. Không phân biệt nhân vật nhé. Một bạn đọc trước, đọc sau. Vì trong bài chúng ta có rất nhiều nhân vật. Belayan meja ini sudah ada orang duduk ke belum? Belum. Kamu ada berapa orang? Ada tiga orang. Kamu nak makan apa? Saya nak makan nasi lemak. Saya nak nasi orang kampung. Goreng, không phải goreng, là goreng kampung. Saya nak mi goreng makanan laut. Boleh makan bedak tak? Kita nak memesan makanan lagi, kari kepala ikan. Ikan. Bolehlah. Apa ayam kita nak minum? Saya nak minum air kelapa. Saya nak air limau air. Saya nak jus orange. Baiklah, tiga tunggu sekejap. Ok. Cảm ơn hai bạn nhé. Thì đó là cái bài hội thoại của chúng ta. Bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào phần bài tập thì cô muốn các bạn thực hành.
Thực hành xong tôi sẽ chia sẻ thêm một số những cái từ ở trong cái bài ôn tập. Bây giờ trước khi mà chúng ta vào ôn tập thì cô mời các bạn thực hành với nhau. Mời thực hành với nhau, sau đó cô sẽ ghi thêm một số từ cho các bạn học nhé. Bây giờ hai bạn đọc rồi, bây giờ cô mời các bạn khác thực hành. Bây giờ cô mời Khê Ly nè và bạn Huỳnh Vi nè, hai bạn sẽ ghép làm một cặp. Và bạn Mimi năn nữa sẽ ghép cặp với một bạn nữa nhé. Mimi, nếu như mà Mị Nương rảnh thì ghép với bạn, nếu không thì chúng ta sẽ ghép mấy bạn Mây Mây hoặc là bạn Hồng. Chúng ta ghép hai cặp thôi, sau đó chúng ta học tiếp. Bây giờ mời Huỳnh Vi sẽ là người chỗ ok sorry, cô sẽ gọi các bạn cùng nhau thực hành. Chỗ bạn nào không tiện nói chuyện thì giơ tay lên để cô không gọi nào. Bạn nào không tiện nói chuyện trong tất cả các bạn ngồi đây. Ok, vậy là tất cả các bạn đều ok đúng không nào? Vậy thì cô sẽ nhờ một bạn, bạn ấy sẽ là người order món ăn và cô mời các bạn còn lại, mỗi bạn gọi một món được không? Mỗi bạn gọi món ăn và một đồ thức uống được không? Ok, chỗ Mỹ Nương, Mỹ Nương em có nói chuyện được không em? Dạ được rồi. Ok, vậy Mỹ Nương giúp cô là người phục vụ và cô yêu cầu mỗi một bạn gọi cho cô một món được không? Một món đồ ăn, một món thức uống và Mỹ Nương có thể hỏi lại bạn, nếu mà bạn nói order đồ ăn chưa rõ ràng thì chúng ta có thể hỏi ngược lại bạn được không? Dạ được. Và hỏi đến khi nào mà em cảm thấy hiểu và bạn hiểu rõ cái món mà bạn gọi thì chúng ta sẽ nói là ok đợi một chút xíu, còn nếu như bạn nói rõ rồi thì thôi nói là ok đợi chút xíu, còn nếu như bạn nói chưa rõ chúng ta có thể hỏi ngược lại là cái món đó có cần thêm cái gì, cần thêm cái gì không nhá. Mời bắt đầu từ bạn Huỳnh Vi, mời em. Các bạn khác chuẩn bị nhá, mỗi bạn nghĩ một món ăn và một thức uống. Bạn Mỹ Nương có thể hỏi lại bất kỳ cái điều gì khi mà các bạn gọi đồ ăn chưa rõ. Ok, Mỹ Nương hỏi nè, bạn muốn ăn mà vào uống món gì? Hai, kamu mau makan apa, mau minum apa? Kamu mau makan dan minum apa? Thêm từ dan vào nhé. Dạ. Saya, saya mau makan nasi ayam merah dan minum limau nipis panas. Dạ. Yeah. Lagi apa? Saya mau makan nasi ayam penyet dan minum limau nipis panas. Okay. Nah, bạn kêu là một món gà. Gà nipis là gà gì cô? Gà không phải gà lipid đúng không nào, món limau lipid, còn món gà không phải là gà lipid đúng không, là gà cung nhiệt đúng không, gà gì cơ? Gà đó là gà chiên nghệ đúng không nào, món gà cung gà mà gà chiên nghệ, còn món chanh thì bạn muốn nói chanh ta mà chanh ta đá, đó là món của bạn gọi. Còn bạn nước chanh nóng cô? Chanh nóng đúng không nào, chanh nóng. Và ngoài ra bạn gọi cái món đó thì bạn Nương có hỏi là awak mau apa lagi tak, thì có nghĩa là bạn hỏi là bạn còn muốn gọi thêm gì nữa không, thì bạn Huỳnh Vi bạn nghe chưa rõ, bạn lại nhắc lại cái món của bạn ấy đúng không nào. Nếu như được người khác hỏi rằng là bạn muốn thêm gì nữa không thì tất nhiên chúng ta sẽ phải nói lại ra sao, chúc cậu là itu saja, đủ rồi như vậy thôi. Hoặc là ví dụ như là vì khi mà bạn nói chúc cậu là itu saja thì Nương sẽ nói sao? Dạ, cô Lê là tunggu sekejap nha. Tunggu sekejap nha. Thì đó là cái món của bạn Huỳnh Vi, bạn rất là rõ ràng rồi. Nếu thực sự mà Nương muốn bắt bẻ bạn thì chỉ có thể hỏi là yang ai ni mau awa mau kurang manis ta thôi. Đúng không nào? Nếu như chúng ta muốn bắt bẻ bạn, muốn hỏi lại bạn thì có thể hỏi như vậy nhá. Cái nước chanh bạn có muốn ít ngọt không thôi đúng không nào? Dạ. Nếu như muốn thì hỏi lại như thế, còn không thì nói là ok, tunggu sekejap. Ok, mời bạn thứ hai nhé, Kelly nào. Mời Võ Mỹ Nương hỏi bạn. Hi Kelly, awa mau makan apa dan minum apa? Mau makan, sorry, mau makan dan minum apa nhé. Mau makan. Không cần dùng hai từ mau. Yana makan nasi lemak dan limau ais. Wah, sama deh. Ya, boleh lah. Nah, awal tunggu sekejapnya.
À, bạn mau là xì lơ mạ. Đan, Đan mi nôm gì cô nghe chưa rõ nhỉ? Đan mi mau ai. À, Đan mi mau ai, ok. Rất là rõ ràng rồi. À, mi mi thì sao? Mi mi gọi đồ ăn nào? Mi mi đâu rồi em? Hello, hello, có nghe em nói gì cô? Nghe, nghe, nghe. Dạ, dạ, dạ. Mời em. Hai Mimi, awa mau makan apa? Mimi. Nghe không? Rõ miệng được. Nếu mà bạn bị nghẽn mạng rồi, bạn nói nghe cô nghe không rõ nhé. Mimi chỗ bị nghẽn mạng rồi đúng không nào? Mời bạn Mây Mây thay cho bạn nói chuyện nào. Bạn gì, bạn tên gì cô đang nói với bạn? À, bạn nương, bạn nương, bạn nương võ mị nương. À, hai nương awa mau makan apa dan minum apa. Ok, bạn hỏi ngược lại, nương trả lời bạn. Dạ, saya mau nasi goreng dan minum panas lah. Ok lah, sekejap ya. Saya mau minum panas sedikit kurang ah. Kurang manis. Tak, boleh. Kurang manis lah, wakla Milo panas kosong nya. Nào nào. Milo panas. Cô em nó bị gì nào? Có nghe dập 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 đi ta. À, chỗ Mi bị nghẽn mạng bên cô không nghe tiếng nhá. Thì đó là cái cách mà chúng ta thực hành, đúng là có một cách để chúng thực hành. Ví dụ như bây giờ các bạn đang gọi đồ ăn thế này mà cô nói là yang itu awak panggil sudah habis lah. Thì các bạn có hiểu câu đó không? Awak boleh tukar lain tak? Dạ hiểu cô. Hiểu. Yang awak panggil tadi sudah habis lah, boleh tukar lain tak? Tôi nói là món hết rồi á. Cái món mà bạn gọi vừa lấy đã hết rồi, boleh tukar lain tak, có thể đổi món khác được không ạ? Đó là thì đó là cái cách mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng, đúng là cái này thì đôi khi bạn nương bạn biết tại vì bạn đã học rồi. Nhưng mà các bạn khác thì bạn chưa học nên thành ra bạn chưa biết là đúng thôi, vì bạn mới học đến tình huống thứ 7 thôi, đó là tình huống thứ 7 nên bạn chưa biết, các bạn chưa từng học qua nên các bạn chưa biết, đúng không nào? Thì ví dụ như vậy, hoặc là ví dụ như là các bạn không có, đôi khi các bạn mới học nên các bạn chưa nghĩ ra những cái câu để chúng ta hỏi ngược lại bạn chúng ta, đúng là, nhưng mà cái cách đơn giản chúng ta chỉ cần gọi như vậy thôi, cần gọi như vậy thôi, gọi được đồ ăn là được rồi, ra quán gọi đồ ăn và nghe hiểu trả lời được rồi. Và ví dụ như bây giờ ăn cơm xong rồi mà muốn thanh toán tiền thì các bạn thường nói sao trong tiếng Mã? Kira, kira. À, kira. Ok, kira. À, tolong saya kira. Đúng là, hoặc là saya nak bayar. Tôi muốn thanh toán nhé. Xe nạ paya hoặc là tớ long xe kira. Kira, bạn may bạn ấy thực tế là bạn ấy chưa học từ này nhưng bạn đã biết rồi tại vì trong thực tế bạn đã sử dụng nhá. Thì hiện tại cũng là 2 giờ rồi nhưng mà chúng ta sẽ vào cái phần bài tập một chút xíu. Phần bài tập một chút xíu nhá. Bài tập một chút xíu. Chúng ta sẽ đi vào cái phần bài tập này. Nó có một số những cái câu hỏi này. Thì về nhà các bạn sẽ tập trả lời cho cô. Ví dụ, awa suka makan apa? Cái này các bạn tập trả lời cho cô nhé. Awa suka mau makan apa? Về nhà điền vào trả lời cho cô. Và câu thứ hai là awa mau minum apa? Bạn thích uống cái gì cũng trả lời cho cô. Suka là thích, cái từ này các bạn chưa học nhưng mà suka đó chính là thích các bạn nhé. Suka là thích. Ví dụ xe suka awa là nghĩa làm sao các bạn? Là bạn thích cái gì? Xe suka awa mà xe suka. Tôi thích. À, thích bạn, đúng không? Còn awa suka makan apa có nghĩa là bạn thích cái món gì, bạn thích ăn cái món gì, chúng ta điền vào nhá. Boleka và boleta này sử dụng ra sao thì cô sẽ cho một câu ví dụ với boleka và boleta cho các bạn nhá. Ví dụ boleka sử dụng như thế nào và boleta sử dụng như thế nào thì cô sẽ cho một câu để chúng ta cùng biết sử dụng. Ví dụ trong câu này, boleka awa makan berdat là một câu, cô ghi ra đây nhá, hai câu giống nghĩa nhau. À, cô ghi ra đây hai câu này, các bạn ghi vào nhá. Hai câu giống nghĩa nhau nên chúng ta ghi vào và sử dụng từ ca như nào thì lát nữa cô sẽ chia sẻ với các bạn nhá. Bole. Bole ca vào đây, awa. Makan berdat. Thì câu này cô không dịch thì các bạn cũng biết rằng là cái câu này nó có nghĩa là gì rồi, đúng không nào? Berdat, bạn có thể ăn cay không? Berdat.
Đây là một câu chúng ta cũng có thể viết sang boleta. Thì boleta chúng ta nói như nào? Boleta chúng ta sẽ nói là awa. Chúng ta đặt chủ ngữ lên đầu. Awa bole makan. Bole makan berdata. Đây là hai cách khi chúng ta sử dụng boleka và boleta. Khi các bạn viết này rồi về, các bạn sẽ nghiên cứu là ô, khi sử dụng boleka thì chúng ta sẽ để lên đầu. Chúng ta sẽ để lên đầu, đúng không nào? Và chúng ta thêm awa vào sau boleka. Boleka awa makan berdat, bạn có thể ăn cay không? Nhưng khi chúng ta không sử dụng boleka mà chúng ta sử dụng bole và tạ thì chữ bole sẽ ở giữa và chữ tạ sẽ ở cuối. Chúng ta sẽ để chủ ngữ lên đầu. Awa bole makan berdat tạ. Thì hai cái từ này là boleka nó là cái gì? Thì boleka này nó chính là cái từ để thêm vào sau cái đại từ nghi vấn. Thì xem vào đại từ nghi vấn như nào thì cái phần bài tập này về nhà này các bạn sẽ tự làm. Cô sẽ dành ra 2 phút để cô chia sẻ về cái đại từ nghi vấn. 2 phút thôi, sau đó chúng ta sẽ nghỉ nhá. Còn cái phần này về nhà các bạn tự làm. Cái câu này cô cho ví dụ rồi. Còn những cái câu này về nhà các bạn tự làm nhé. Câu nào là câu hỏi thì chúng ta trả lời. Câu nào mà không là câu hỏi thì chúng ta tập dịch và nhớ những từ trong đó được rồi. Đó là phần bài tập. Còn ví dụ như là cách sử dụng boleka và boleta thì cô sẽ dành ra 2 phút để cô chia sẻ về cái phần đại từ nghi vấn. Cô chia sẻ thêm một số đại từ nghi vấn lên đây. Đại từ nghi vấn là những cái gì? Đúng không nào? Kataganti lamediri nó gọi là đại từ nghi vấn. Nhưng mà cô sẽ để chữ Việt Nam cho các bạn dễ học. Nghi vấn nó là gì? Các bạn hiểu lôm na đó là từ dùng để hỏi. Đúng không nào? Đại từ nghi vấn. Trong tiếng Mã chúng ta gọi là Caster Ganti Lammer Diri. Đúng không nào? Caster Ganti Lammer Diri. Nó là đại từ nghi vấn. Caster Ganti Lammer Diri. Cái này gọi là đại từ nghi vấn. Nhưng mà đại từ nghi vấn này, nếu như mà các bạn cảm thấy nó khó hiểu quá thì cứ hiểu lôm na cho cô là một cái từ dùng để hỏi. Đó là từ dùng để hỏi. Thì từ dùng để hỏi là những từ nào? Từ thứ nhất là từ upper. Upper này nghĩa của nó là cái gì, đúng không các bạn? Upper nó chính là cái gì? Từ thứ hai là từ upper. Upper này thì nó có nghĩa là ai? Và từ thứ ba là từ braper. Braper này thì các bạn biết nghĩa của nó rồi. Mấy hoặc là bao nhiêu nhá. Mấy hoặc là bao nhiêu. Mấy bao nhiêu. Ngoài từ này nữa ra thì nó có từ biller. Biller này bạn nào còn nhớ nghĩa của nó nào? Khi nào. À khi nào. Đúng rồi. Khi nào, bao giờ, đúng rồi. Manner nghĩa là gì nào? Ở đâu? Đúng rồi, manner nó có nghĩa là ở đâu. Manner là ở đâu? Ok, ngoài ra chúng ta có một cụm từ nữa là mơ ngapper và cờ napper. Thì hai cụm từ này đồng nghĩa các bạn nhé. Mơ ngapper. Mơ ngapper và cơ napper. Cái này là cờ napper, nhưng cờ napper này chúng ta dẹt lưỡi xuống. Nó không phải là cái cờ napper kia nhé các bạn nhé. Cái này là cờ napper. Cờ napper. Cái này là tại sao? Tại sao? Kenapa? Mengapa? Tại sao? Đó không nào? Và cụm từ cuối cùng là cụm từ bagaimana. Bagaimana này chúng ta cũng học rồi. Như thế nào? Đúng không nào? Như thế nào thì đây được gọi là tất cả những cái cụm từ nghi vấn. Và vừa nãy chúng ta có tiếp xúc với một cái. Đó là cái gì? Đó là cái đuôi ca. Đó là cô gọi nó là cái đuôi ca. Thì cái đuôi ca này chúng ta sử dụng như thế nào? Cái đuôi ca nhé các bạn nhé. Cái đuôi, gọi là cái đuôi có nghĩa là các bạn biết là đứng đằng sau rồi. Đuôi ca. Đuôi ca này nó để dùng là gì, để làm gì? Nó dùng vào, đó không nào? Đuôi ca thì cô gọi là đuôi ca thôi. Chứ chính thức nó tên của trong từ vựng của nó gọi là phó từ ca. Chứ nó không phải là gọi là đuôi ca. Nhưng cô gọi là đuôi ca vì đứng đằng sau cho nó dễ hiểu.
đuôi ca, đúng không nào? Thì chúng ta thường đặt ở sau đại từ nghi vấn. Đuôi ca này chúng ta thường nhá, chú ý là thường. Thường đặt sau đại từ nghi vấn. Thường đặt sau đại từ nghi vấn thì chúng ta sẽ nói là đại từ nghi vấn là những cái đại từ này đặt sau thì như thế nào, đúng nào? Ví dụ đặt sau, ví dụ như upper thì sẽ trở thành cái gì các bạn? Upper ca. À, upper trở thành upper ca. Upper thì trở thành gì? Upper ca. Và braper thì trở thành braper ca, biller thì trở thành biller ca, manner thì manner ca, và mngaper ca, claper ca. Nhưng riêng có cái cụm từ này các bạn nhé, ba gai manner thì không thêm được, không thêm được nhá. Cô biết ở đây là không thêm cái cụm từ này thì đặc biệt không bao giờ thêm phó từ ca, không thêm đuôi ca được. Không bạn nào sử dụng câu mà thêm cái đuôi ca bằng cái từ ba gai má nơ này, đó là cái đuôi ý. Thì cái phần này là lý thuyết, thì các bạn sẽ nói là ủa như này thì em biết như thế nào để em thực hành bây giờ. Thì cô sẽ thực hành, cô sẽ lấy ví dụ cho các bạn xuống đây để các bạn hiểu rằng như thế nào là thêm, thêm như thế nào. Thì cô sẽ lấy ví dụ xuống đây cho các bạn dễ hiểu. Cô sẽ lấy một vài cái ví dụ đặc trưng thôi, còn những cái ví dụ mà các bạn về nhà các bạn sẽ cùng nhau lấy ví dụ thêm. Ví dụ như cái câu hỏi bạn tên là gì, chúng ta hỏi theo cách thông thường, chúng ta hỏi như nào các bạn? Hỏi theo cách thông thường chúng ta đã học rồi. Awa gì? Lama. À, Lama Upper. Đây là cách hỏi thông thường, đúng không nào? Nhưng mà trong sách vở một số người người ta sẽ viết thành như này. Bây giờ cô muốn thêm phó từ ca thì cô sẽ để đại từ nghi vấn lên đầu và cô thêm cái đuôi ca vào. Thì cô sẽ viết như nào các bạn? Upper. Hello. Đây là câu đầu tiên. Bây giờ cô muốn chuyển thành phó từ ca thì cô sẽ chuyển như này các bạn này. Cô sẽ để từ đại từ nghi vấn lên đầu. Sau đó cô thêm cái đuôi ca vào đây. Và cô sẽ ghi là cô để cái chủ ngữ vào đây. Đó là upper ca awa munya namu. Đó. Hai câu này đồng nghĩa các bạn nhé. Hai câu này đồng nghĩa. Nó đều có nghĩa là gì? Bạn tên là gì? Đó là bạn tên là gì? Thì các bạn nhớ cho cô khi mà chúng ta chuyển. Đó là hoặc bây giờ như cái câu này thôi. Vừa lấy trong sách chúng ta học là awa. Trong sách vừa lấy chúng ta mới có cái câu như này. Awa suka makan upper. Bây giờ chuyển cho cô với câu này với cái phó từ ca mà vẫn là cái nghĩa của câu này nào. Chuyển nó giúp cô nào. Upper. Đúng rồi, để cái cụm từ upper lên đây. Đúng không nào? Upper và viết cái đuôi ca vào đây. Và ghi là awa và nhớ là chủ ngữ lúc nào cũng phải đặt sau cái đặt xuôi như thế nhé. Chủ ngữ lúc nào cũng phải đặt sau đại từ nghi vấn khi thêm đuôi ca awa và viết thêm ở đây suka makan. Đó là cách sử dụng và cô mới đặt cô với một từ đó là từ upper, còn từ upper, braper, biller, manner, mngaper thì các bạn về nhà các bạn đặt mỗi một câu nó có cái cụm từ này. Riêng cụm từ ba gai má nơ thì không thêm được đuôi ca. Và một câu có từ siaper sau đó chuyển cho cô thành cái đuôi ca. Và một câu với từ braper sau đó chuyển thành một câu với đuôi ca. Hai câu để đồng nghĩa. Ví dụ như là awa suka makan upper và upper ca awa suka makan giống nghĩa. Awa namu upper, upper ca namu awa. Hai câu đều giống nghĩa. Về nhà còn 1, 2, 3, 4, 5. Về nhà đặt cho cô 5 câu. Và 5 câu này là 10 câu. Chuyển thành 10 câu cho cô. Các bạn có hiểu bài tập này không? Dạ, ok, về nhà thử làm cho cô nhé. Và chủ viên nhóm cô sẽ sửa cho các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng cái lớp học tại đây. Vì hôm nay chúng ta cũng học quá lên 15 phút rồi. Đó là tại 1:30. À, 2:30 cô có lớp nên chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây được không nào? Dạ. À, có gì thắc mắc các bạn có thể nhắn tin lên nhóm để hỏi cô. Và nhớ là làm bài tập đầy đủ. Và các bạn lớp trưởng lớp phó thì chú ý cho cô. Nói chuyện thật nhiều trên lớp. Đó là sáng ra nói chuyện. Hoặc là chúng ta cùng nhau chia sẻ bài trên lớp. Nói chuyện ở trên lớp. Câu chúng ta viết trên nhóm và chúng ta cùng sửa cho nhau. Và nếu như mà các bạn cảm thấy là cái câu nào mà các bạn không sửa được thì tap tên cô vào. Cô sẽ sửa cho các bạn những câu đó. Và làm bài tập về nhà đầy đủ. Với những bài mà chúng ta chưa hoàn thành thì hoàn thành.
chưa thuộc từ vựng thì từ vựng cho cô được không nào? Dạ. Yeah. Ok. Vậy bây giờ trước khi mà tạm biệt nhau thì chúng ta cùng nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại nào. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Và jumpa lagi hari hari apa? Hari Kamis. Ya, selamat tinggal. Jumpa lagi hari Kamis pukul 1 petang. Nhớ cho cô nhé. Selamat tinggal. Jumpa lagi hari Kamis pukul 1 petang. Oke, okay, bye-bye. Terima kasih semua orang. Bye. Ok, tạm biệt các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 5 tuần sau.